Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Unlock FM. Cũng phải hơn một tháng rồi Unlock FM mới ra thêm nội dung mới vì cả mình và Quyền đều quá là lu bu về công việc riêng. Và nếu mà mình nhớ không nhầm thì tầm này cách đây 3 năm tụi mình còn đang tìm cách set up thiết bị thu âm cho tập số 0 đúng không? Trong suốt 3 năm đấy thì rõ ràng là để có thể vừa duy trì podcast vừa đảm bảo công việc bên ngoài có thể tiến triển một cách thuận lợi thì tụi mình chắc chắn là không thể đi được đến quãng này nếu như mà không có sự hỗ trợ và động viên tinh thần của bạn bè, gia đình và đặc biệt là tất cả những bạn thính giả mà đã theo dõi và đồng hành với Unlock FM trong thời gian vừa qua. Nên là nhân dịp Unlock FM sắp tròn 3 tuổi, xin được thay mặt team gửi lời cảm ơn đến các bạn thính giả đã theo dõi và ủng hộ tụi mình trong suốt một thời gian vừa qua. Và cũng chờ xem là chúng ta có thể đi cùng nhau thêm bao nhiêu lần 3 tuổi, xem có được đến 10 tuổi không. Nói thì cứ hay chém gió như thế, thế mà sau cuối cùng mình cũng đã cán được rất là nhiều mốc mà mình không bao giờ nghĩ là mình đi đến được đến tận bây giờ đúng không? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà thôi, để ngày hôm nay để kỷ niệm mà 3 năm tuổi của Unlock FM thì tụi mình đã mời một khách mời rất là đặc biệt là vì chị cũng đang theo đuổi một công việc mà phần đông chúng ta sẽ chưa biết đến, và đặc biệt là tụi mình cũng chưa biết đến nhiều lắm, và có biết thì cũng có thể là chưa hiểu rõ được đầy đủ là công việc của chị là như thế nào, là nghề giám tuyển nghệ thuật. Xin được giới thiệu với các bạn thính giả của Unlock FM, chị Lê Thuận Uyên. Và nếu mà bạn nào ít nhất là nghe tập trước của Unlock FM thì có thể nhận ra được cái tên của chị Uyên cũng đã được nhắc đến ở tập trước với có thể là người bạn thân của chị Uyên là chị An. Thì để giới thiệu qua một chút thì chị Uyên là một giám tuyển và một cái viết sống và làm việc tại Hà Nội. Chị hiện là giám đốc nghệ thuật của The Outpost, là một tổ hợp tư nhân hướng tới việc phát triển nghệ thuật và văn hóa thị giác. Vốn được đào tạo trong lĩnh vực khoa học chính trị thì chị Uyên quan tâm tới những góc nhìn đa chiều về lịch sử, xã hội thông qua những câu chuyện cá nhân không được lịch sử dòng chính ghi nhận. Và khi thực hiện giám tuyển thì chị hướng tới việc kết hợp chặt chẽ với những nghệ sĩ, tìm hiểu được ngôn ngữ nghệ thuật của họ, đồng thời đồng hành và nuôi dưỡng những cái chất vấn sáng tạo. Thì chị Uyên đã tham gia và thực hiện rất là nhiều triển lãm và hợp tác với nhiều không gian nghệ thuật. Điểm qua hôm nay ở đây thì có thể có những cái tên như triển lãm Thân Bằng Quyến Thuộc, Gangs of Five, Lạc Bước Tân Kỳ, Những Chân Trời Có Người Bay. Thì mong là trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có thời gian trò chuyện và tìm hiểu thêm về công việc của chị Uyên, những dự án triển lãm, những không gian nghệ thuật chị Uyên đã từng hợp tác, cũng như hành trình của chị tới The Outpost ngày hôm nay. Thì xin chào và cảm ơn chị Uyên đã lên sóng cùng Unlock FM. Cảm ơn Quyền đã có một màn giới thiệu rất là gọi là đầy đủ. Đồng thời cũng cảm ơn cả Vy Anh lẫn Quyền vì đã mời chị tham gia trò chuyện với các bạn để có thể gọi là giao lưu và kết nối với cộng đồng thính giả của Unlock FM. Cũng rất là ngạc nhiên khi các bạn tìm đến với chị cũng như là trong cái lần trao đổi sơ bộ của bọn mình với nhau, và thấy rằng là cái năng lượng từ các bạn rất là tốt, và đồng thời cái việc mà các bạn vẫn duy trì như lúc đầu Vy Anh có nói ấy, là không chắc là mình sẽ đến được 10 tập hay không, nhưng mà sau đấy mình cứ đi tiếp thì đôi khi nó là một cái bất ngờ, và chính cái sự bất ngờ đấy nó là một cái sự khuyến khích với mình, bởi vì chị cảm thấy rằng nó cũng rất là đúng với cả cái chặng đường mà chị đã đi qua và vẫn đang đi. Có những cái thứ mình không nghĩ là mình sẽ ở lại với nó, nhưng mà nó cứ thế, nó theo mình hay là mình theo nó thì cũng không biết. Và bởi vì xuất phát điểm của chị thì không phải là một người học về nghệ thuật. Chị học về ngành khoa học chính trị, và có một cái dự định từ bé đến lớn là sau này mình sẽ đi làm ngoại giao, vì rất hâm mộ những tấm gương gọi là nữ nhân trong ngành ngoại giao của Việt Nam, như là cụ Nguyễn Thị Bình. Thế đem ra là đấy là cái ước mơ thời ấu thơ. Tuy nhiên đến khi mà chị đi học ở Anh và mình được sinh sống ở một trong những cái thành phố mà có thể nói là cái sự bung nở của nghệ thuật hay là các cái ngành sáng tạo nó diễn ra vô cùng sôi động. Từ đó thì mình đã có một cái sự tiếp xúc nhất định đối với cả văn hóa và nghệ thuật nói chung. Nhưng mà đến khi mà chị hoàn thành cái khóa học BA, khóa học cử nhân ấy, thì mình nộp xong khóa luận tốt nghiệp, có đi London một chuyến. Và đúng lúc đó thì là cái lúc mà diễn ra Olympic năm 2012. Vì thế cho nên là có vô vàn những hoạt động sáng tạo, nghệ thuật diễn ra ở London bấy giờ để phục vụ cho khách du lịch sẽ đến để gọi là tham dự cũng như là theo dõi Olympic. Thế thì có một cái triển lãm mà chị rất là ấn tượng, đấy là triển lãm tại trung tâm nghệ thuật The Barbican Art Center.
Thế khi mình đến đấy thì mình xem một triển lãm về giai đoạn Bauhaus, trường Bauhaus và cái ảnh hưởng của Bauhaus, cái gọi là triết lý Bauhaus đến toàn bộ những cái người mà đã dạy học, đã theo học cũng như là sau này tiếp tục sáng tác với cái gọi là nguồn cội từ cái ngôi trường đấy. Và nó ảnh hưởng như thế nào cho đến toàn bộ những cái hiện vật hay là những cái đồ nội thất mà mình đang sử dụng trong tận ngày hôm nay, cũng như là ảnh hưởng của cái triết lý đấy lên cái trào lưu nghệ thuật sau này và nó phát tán ra khắp nơi trên thế giới. Thế thì chị cảm thấy rằng là tại sao trong một cái điều kiện mà rất là khó khăn như thế, khi mà bị Đức Quốc xã họ cũng gây áp lực đủ bề, bởi vì trường Bauhaus thì củng cố những cái tư tưởng khai phóng vô cùng và tự do, cũng như là việc mà phá vỡ cái khuôn khổ lề lối của nghệ thuật cao cấp và thổi vào trong cái quan trong cái suy tư về nghệ thuật một cái luồng gió mới, đó là nghệ thuật với đời sống nó phải gắn liền với nhau. Không có nghĩa rằng là mình phải hạ thấp nghệ thuật xuống, nhưng có nghĩa rằng là mình phải thực tế với những cái gì nó đang diễn ra ngoài không gian của trường học, ngoài những cái bức tường của studio của người nghệ sĩ. Và cái đấy nó là cái tiếng nói của hy vọng ở thời điểm bây giờ, bởi vì chính những cái sự khao khát tự do đấy, chính cái việc mà muốn gần hơn với cả đời sống ở bên ngoài và phản ánh những cái gọi là mảnh ghép cá nhân, những cái mảnh vụn của đời sống mà không được lưu lại, nó lại là cái mà làm cho mình gọi là cảm thấy đời sống nó chân thực nhất và sống động nhất, cũng như là nó là những cái dòng lịch sử vô cùng nhỏ để nó đóng góp vào một cái câu chuyện lịch sử lớn hơn. Thế thì chị ấn tượng vô cùng và cảm thấy rằng là thế thì nghệ thuật nó thật là thú vị, và mặc dù mình chả hiểu cái gì đang được trưng bày, không hiểu một chút nào hết, chỉ thấy rằng là họ bày thật là đẹp, họ bày thật là đẹp, thật là ấn tượng, và mình tò mò về nó, thì đấy là cái xuất phát điểm đầu tiên của chị. Công nhận rất nhiều nghệ sĩ và nhiều người làm về, em nghĩ là về nghệ thuật thị giác đều hay có một cái sự cảm hứng đến từ Bauhaus, được nhắc tới rất nhiều. Hay quá, vừa bắt đầu phỏng vấn đã được chị Nguyên chia sẻ một câu chuyện gọi là origin story về con đường rất là hay. Nhưng mà bình thường là đúng như gọi là tục lệ ở Unlock FM thì khi mà bắt đầu phỏng vấn tụi em sẽ hỏi một câu vui thôi, một câu gọi là khởi động. Có lẽ chúng ta không cần khởi động nhiều nữa, nhưng mà bọn em cứ hỏi để tò mò xem chị Uyên câu trả lời sẽ như thế nào. Thì cái câu này có khi rất là nhanh và rất là dễ. Và thực ra cũng chị Uyên cũng vừa mới nhắc đến một chút về những cái địa điểm mà chị Uyên đã từng tới. Thì cái câu hỏi của tụi em là nếu mà ngày mai chị Uyên được đến một bất cứ nơi nào trên thế giới thì đó sẽ là nơi nào? Ồ, thật là khó. Với chị câu trả lời này là một câu trả lời thật là khó, bởi vì ở đâu chị cũng muốn đi. Nhưng có lẽ rằng là nếu mà một nơi bất kỳ ngay đầu tiên ở trong đầu của chị thì sẽ là ở thánh địa Inca. Chắc là bởi vì chị luôn luôn có cảm thấy rằng là nó thật là xa mình về mặt địa lý, đúng không? Khoảng cách địa lý thì rất là xa rồi. Và chị thấy rằng là có rất nhiều thứ mà ngày xưa họ đã làm ra, họ tạo ra, hay là cái suy nghĩ của họ nó có một cái kết nối nó rất là phổ quát, đều là con người với nhau, nó đều có những cái mối quan tâm, những cái nỗi lo, và nó có những cái gọi là triết lý sống nó rất tương đồng với mình bây giờ. Cho nên mình cảm giác là ở những cái nơi đấy thì mình có được những cái bài học gì đấy, hoặc là cảm thấy mình sẽ tìm được một cái nguồn cảm hứng hay một cái động lực hay là một cái lời giải gì đấy chăng. Từ nãy giờ chắc mọi người cũng biết qua một chút qua lời giới thiệu của tụi mình và chị Uyên là chị đang làm công việc giám tuyển nghệ thuật, nhưng mà cụ thể công việc là gì thì chắc là nhiều bạn cũng sẽ đặt câu hỏi. Rất buồn cười là tụi em trước khi mà bắt đầu buổi thu âm này cách đây một vài tuần thì có hỏi ở trên Instagram các bạn xem là mọi người có muốn đặt câu hỏi gì cho chị Uyên không, thì một cái câu hỏi rất là bất ngờ mà rất nhiều bạn hỏi đấy là em không biết phải hỏi gì, bởi vì em không biết công việc này là gì. Thế là em nghĩ quá 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 phù hợp để đặt câu hỏi này cho khách mời của chúng ta, bởi vì thật ra là tìm được một giám tuyển để đặt câu hỏi cũng không phải là dễ, vì em theo em được biết ở Việt Nam không có nhiều người làm giám tuyển nghệ thuật, và cụ thể là cái công việc này nó bao gồm những công đoạn như thế nào, step by step thế ra làm sao, làm thế nào để xây dựng được một cái bộ sưu tập hay là một triển lãm. Giám tuyển là gì thì thật sự là bản thân bọn chị trong nghề đôi khi vẫn còn cãi nhau chí chóe. Bảo tàng là cái nơi mà
có lẽ là xuất hiện cái nghề giám tuyển này đầu tiên, và đặc biệt là các bảo tàng ở phương Tây từ thế kỷ 18. Từ cuối thế kỷ 17 đã có những cái người chuyên săn sóc cho các cái bộ sưu tập của những gọi là bậc vương tử, những gia đình quý tộc mà họ sở hữu rất là nhiều của cải quý hiếm. Và khi mà cái công tác mở rộng thuộc địa ấy, nó diễn ra thì các cái hiện vật được thu nhặt về lại càng cần những người chăm sóc và bảo quản. Và từ đấy nó phát triển. Thì ban đầu ấy, cái công việc giám tuyển là những cái người chăm sóc cho những cái hiện vật đấy. Nó xuất phát từ tiếng Anh, nó là từ care, là chăm trông coi, là săn sóc. Thì cái từ giám của mình có lẽ là có một người dịch cái thuật ngữ curator sang giám tuyển, đấy là anh Nguyễn Như Huy, là một là một nghệ sĩ, một giám tuyển. Và sau này thì nó phát triển, thì không chỉ là những cái người làm giám tuyển họ không chỉ chăm sóc cho cái bộ sưu tập, mà đồng thời họ sẽ bắt đầu phải đưa ra được những cái việc gọi là tổ chức không gian trưng bày, trông coi, bảo quản và tổ chức không gian trưng bày, làm sao để mà nó tạo ra một cái câu chuyện nhất định. Hay là khi mà xã hội thay đổi, những cái vấn đề liên quan đến việc gọi là giải phóng thuộc địa cũng như là nam nữ bình quyền diễn ra, thì một số những cái hiện vật lúc trước được trưng bày theo một lối nhất định, bây giờ không nên được trưng bày như thế nữa vì nó thể hiện cái thái độ thiếu tôn trọng. Công việc nó bắt đầu dần dần phát triển và sau này nó mở rộng ra vô vàn những cái nhánh nhỏ xoay quanh cái hệ sinh thái về nghệ thuật. Và ở Việt Nam á, thì hay là không chỉ Việt Nam mà ở rất nhiều nước ở gọi là Nam bán cầu đi, như là những cái nước mà đã từng bị thuộc địa và sau này thì phát triển sau năm 45, giám tuyển thì sẽ làm khá là nhiều những cái công việc khác nhau, không chỉ có câu chuyện là tổ chức triển lãm hay là trông coi hiện vật, mà còn bao gồm cả những công việc xây đắp hạ tầng cho cái ngành công nghiệp sáng tạo hay là ngành công nghiệp nghệ thuật nữa. Công việc nó khá là nhiều, từ quét rác cho đến gọi là đi canh in ở nhà in để ra được cái poster đúng màu của tác phẩm, cho đến làm việc với cả nghệ sĩ trao đổi về ý tưởng tác phẩm, thiết kế cái không gian trưng bày, đặt hàng những cái bục bệ hay là những cái cơ chế treo lắp, cho đến viết bài. Thì nó rất là nhiều việc không tên và có tên. Tuy nhiên là chị nghĩ là tựu chung lại thì nó đều xoay quanh câu chuyện rằng là làm thế nào đấy để nghệ thuật liên tiếp tục được tạo ra một cách có ý nghĩa và được kết nối với cả cái môi trường bên ngoài. Hay quá, mà em rất thích lúc chị Uyên dùng từ đối thoại với cái khán giả, người đến xem. Tại vì đúng như chị Uyên nói, và chị Uyên cũng nhắc đến cái từ nữa là mình phải tạo ra một cái câu chuyện, đúng không? Nghe nó không chỉ đơn giản là mình trưng bày mà nó phải có một cái ý nghĩa, mà phải có một câu chuyện mà nó tạo ra được cái sự đối thoại đấy với cả những người đến xem. Em thấy vâng, rất là hay, rất là hay. Thế thì em muốn hỏi, bọn em sẽ có rất nhiều thứ chị Uyên vừa nói, bọn em muốn đi sâu vào một chút. Thì bây giờ có một cái mảng trong, như tụi em hiểu trong nghề giám tuyển, đấy là việc phải đánh giá cái sản phẩm như thế nào đấy theo một quy chuẩn nhất định. Thì như tụi em hiểu thì chị Uyên làm rất là nhiều về mảng nghệ thuật đương đại. Thì trong mảng nghệ thuật đương đại thì có thể nói là có những cái khái niệm mới, có những cái luồng kiến thức, luồng sáng tạo mới mà nó khác với cả nghệ thuật truyền thống. Nên có thể nói là về cái cách đánh giá hoặc quy chuẩn những nghệ thuật, tác phẩm nghệ thuật đương đại nó sẽ khác. Chị Uyên có thể đi sâu vào một chút cách mà chị Uyên khi mà xây dựng một bộ sưu tập, ví dụ như là khi làm việc với nghệ sĩ thì tụi em hiểu có thể nó sẽ rất là khác, tại vì đây là có những người nghệ sĩ người ta đã sẵn có đấy và mình đang chuẩn bị hợp tác rồi. Nhưng mà nếu mà khi đang xây dựng một bộ sưu tập chẳng hạn, thì làm như thế nào để chị hay là những người giám tuyển có thể có một cái quy chuẩn để đánh giá cái tác phẩm nghệ thuật? Khi mà chị làm việc với nghệ sĩ, và đặc biệt là khi mà làm việc sát sườn với họ, để mà đi từ khâu gọi là mới có ý tưởng thôi, đến từng cái bước phác thảo, nghiên cứu, khảo sát, rồi ra đến cái hình thức trưng bày ấy, thì đôi khi mình cảm thấy là mình học được nhiều hơn rất nhiều. Và nó sẽ khó ở cái điểm rằng là mình chả biết bao giờ nó mới là hồi kết. Tất nhiên là sẽ luôn có một cái deadline rồi, là đến ngày này thì phải mở ra để trưng bày. Nhưng mà lúc đấy thì liệu đã kết thúc được cả cái quá trình tư duy kia chưa? Hay là mình nên gọi là chặn nghe nó hơi khủng bố, nhưng mình nên gọi là gói ghém lại những cái sự trẻ nhánh của nghệ sĩ về mặt ý tưởng á, đến đâu,
hay là mình nên để họ tiếp tục phát triển và tự họ sẽ là cái người gạn ra, thì nó giống câu chuyện mình làm việc, mình tiếp xúc với nhau về mặt con người ấy. Mình có, mỗi người có một cái cữ riêng, có một cái cơ địa riêng, và thì mình sẽ phải đo bằng chính cái gọi là kinh nghiệm, nhưng mà đồng thời nữa là bằng cái sự tư duy và cảm xúc của chính mình nữa, để mình biết là khi nào mình nên làm cái gì. Thế còn với, và vì thế cho nên là có thể là nó khó hơn trong cái câu chuyện là đưa ra một cái tiêu chuẩn. Và cái tiêu chuẩn ở đây nó là cái việc là nghệ sĩ dành bao nhiêu tâm huyết, cũng như là cái sự nghiên cứu tìm tòi, cam kết với chính cái công việc mà mình làm ra. Cái duy nhất mà chị nghĩ là như vậy, cái sự hoàn thiện của tác phẩm và đồng thời cái sự cam kết, cái sự đầu tư, cái sự tâm huyết của nghệ sĩ cho chính cái công việc của mình làm. Còn khi mà xây dựng một cái bộ sưu tập đi, hay là chương trình cho một cái tổ chức nghệ thuật, thì chị nghĩ rằng là quan trọng nhất là người sưu tập là ai. Cái bộ sưu tập nó sẽ bền vững nhất khi mà nó được xây dựng xung quanh cái con người. Và cái việc của một curator đôi khi là làm thế nào đấy để họ nhìn thấy được họ, thì đó là từ đó thì mình sẽ ra được những cái gọi là criteria, hay là những cái tiêu chuẩn nhất định. Nhưng mà chị nghĩ rằng là nó vẫn xoay quanh cái mục đích của bộ sưu tập và cái người sưu tập nhiều nhất. Nhân tiện đang nói về tiêu chuẩn nhá, em thấy thật ra có một cái rất là thú vị, đấy là có thể trong rất nhiều ngành nghề khác, ví dụ như Quyền là trong ngành công nghệ, em là trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, thì độ mấy chục năm, gần 100 năm đổ lại đây là mới xuất hiện những cái lĩnh vực như thế này. Thế còn những cái ngành nghề liên quan đến nghệ thuật và cái đẹp thì thật ra là nó đã tồn tại từ rất là lâu rồi. Từ cái ý thức của một con người từ khi sinh ra biết thế nào là đẹp, cái này có đẹp hay không thì là đã có. Thậm chí là những cái tác phẩm nghệ thuật nó còn không chỉ là trải dài qua thời gian, mà kể cả là em nghĩ sắc tộc rồi ngôn ngữ, rất là nhiều những cái rào cản, nhưng mà thế nào đấy nó vẫn vượt qua được những cái rào cản đấy và nó tồn tại, và ai nhìn vào thì đều có thể cảm thụ được cái đẹp đấy. Thì đấy cũng là cái tài của người nghệ sĩ. Thế nhưng mà ví dụ thế này đây, là chị là giám tuyển nghệ thuật của thời hiện đại bây giờ, ra những cái tác phẩm mà chị có thể curate, có thể sưu tầm và trưng bày trong không gian của chị, nó cũng giới hạn ở những cái tác phẩm đó của thời hiện tại có tại bây giờ. Thế nhưng mà nếu mà không phải nghĩ về thời gian đi, mà có thể đi gọi là gì nhỉ, du hành thời máy gian, đúng không? Rồi quay về quá khứ và không phải nghĩ, thì chị nghĩ là chị sẽ muốn sống ở cái thời đại nào và chị sẽ muốn gặp một người nghệ sĩ như thế nào, bất kể là còn sống hay là đã mất. Và nếu mà chị không muốn du hành về quá khứ thì không sao. Thì em rất là tò mò, vì nó sẽ nói rất là nhiều về cái thiên hướng và cái, em nghĩ là cái gu của cái người giám tuyển là họ thích cái kiểu gì. Chị nghĩ là chị là một con người của thế kỷ 20 chăng? Đó là thời kỳ mà người Pháp đã vào được một thời gian rồi. Có rất nhiều nữ nhân sinh ra và hoạt động ở cái thời kỳ đấy. Và họ gọi là cho chị một cái nhìn rất là khác về gọi là cái quan niệm về nam nữ bình quyền. Thì chị thấy rằng là ở Việt Nam nói là gọi là bình đẳng hoàn toàn cũng không đúng, nhưng mà ở trong cái dòng chảy văn hóa dân gian cũng như là đời sống của người Việt ấy, thì nó có cái gì nó tự do hơn rất là nhiều. Chị cảm thấy là đấy là một cái thời kỳ có lẽ là tri thức của nước ta rất là gọi là hoạt động rất là bùng nổ, thời nào thì cũng có thôi, nhưng mà có những cái thời thì mình sẽ thấy rằng là họ hoạt động trong cái phạm vi nhỏ hơn, và có những cái giai đoạn thì họ được gọi là có một cái nền tảng hay một cái hạ tầng hỗ trợ nó tốt hơn để cái sự hiện diện đấy của họ hiện lên. Nhưng mà đồng thời nữa là chị vẫn thích thế kỷ 20, đấy là con người văn chương của chị nhé, văn chương và gọi là chính trị của chị. Nhưng mà đồng thời nữa có một con người gọi là thị giác thì cũng rất là thích thế kỷ 20, bởi vì chị ảnh hưởng, chị chịu ảnh hưởng và chị được truyền cảm hứng rất là nhiều từ trường phái tối giản. Và từ minimalist và conceptual art ở Mỹ, ở Bắc Mỹ diễn ra từ khoảng những năm 60 và 70, thì chị cực kỳ thích những cái thứ mà trông như là chả có cái gì cả, nhưng mà nó lại có rất nhiều thứ ở bên trong, bao nhiêu những cái suy nghĩ, những cái cân nhắc nó được nén hết vào trong cái hiện diện đấy. Ví dụ như một cái khối điêu khắc rất là lớn của Richard Serra,
nó là như những cái vòng chôn ốc thôi, cứ xoáy rất là lớn, cả những cái khối sắt dựng đứng cả lên thì người ta đi ở bên trong lòng nó. À, hay là những cái cục vuông đi, những cái khối vuông của Donald Judd trông thì nó cũng chỉ là cái hình chôn ốc mà người ta đi như cái mê cung thôi trong trường hợp của Sarah. Thì nhưng mà để làm ra được cái đấy thì, và để mà dựng đứng về mặt vật lý ấy, là phải tính toán đến, chị nghĩ là cũng phải nổ đầu luôn, làm sao để một cái khối sắt cao ngồng như thế, cao phải đến 4 mét hoặc là bét nhất cũng phải 3 mét mà nó mỏng thôi, mà nó cứ uốn lượn như thế trong không gian được. Thì riêng cái việc chế tác nó đã là kỳ công vô cùng, kể cả không phải nghệ sĩ chế tác mà phải dùng xưởng, nhưng để tính toán ra được cái bản vẽ kỹ thuật đi để mà làm được cái việc đấy là đã rất khó. Nhưng đồng thời nữa là về khi mà thực sự mình đứng ở trong cái không gian đấy, mình đi cái chặng đường đấy trong cái lòng ốc đấy, thì cái chất liệu, cái tiếng bước chân của mình và cái tiếng phản, cái sự phản âm, hay là cái việc mà cơ thể người mình bị nuốt trọn vào trong một cái không gian như thế, trong cái hành lang hẹp, cái cảm quan nó rất là khác, nó khó tả vô cùng luôn. Và cái đấy là cái mà khi mà mình trải nghiệm, mỗi một người trải nghiệm lại có một cái cảm giác khác nhau. Và cái đấy vì cái sự tối giản của những cái câu chuyện đặt ra trong tác phẩm ấy, chị lại thích nó bởi vì mỗi người cảm nhận nó theo một cách hoàn toàn khác nhau. Kể cả là một bức tranh có hình hài đi thì người ta cũng đã làm được cái việc đấy rồi, nhưng khi mà tác phẩm nó càng câm lặng ấy, thì chị nghĩ rằng là một là nó sẽ ok, tôi chả hiểu gì cả và thôi tôi từ bỏ, nhưng hai nữa là người ta sẽ càng tò mò, và người ta sẽ càng, khi mà tò mò và không có một cái gọi là câu trả lời nào đấy mà nó được ấn định ấy, thì người ta sẽ nhìn về cái cảm quan của người ta, cảm giác của người ta nhiều nhất, là tôi thấy như thế nào, tôi nghĩ như thế nào. Thì cái đấy là cái mà chị nghĩ là ảnh hưởng đến chị rất là nhiều. Em thấy lúc chị Uyên chia sẻ, và nghĩa là cũng có thể thấy một cái sự tương đồng giữa một chút gì đấy từ giữa cái việc là chị Uyên thích thơ và cái nghệ thuật tối giản. Tại vì em nghĩ là cả thơ thật ra cũng là một thứ, như em cũng không phải là một người biết quá nhiều về thơ hoặc đọc quá nhiều thơ, nhưng em luôn luôn nghĩ về thơ như là một thứ rất là tối giản, theo cách là câu chữ rất là nắn nót, rất là gọn. Nhưng mà thật ra là cái mà nó gợi cho mình cái suy nghĩ thì nó lại rất là nhiều, và nó cũng gần giống như cách chị Uyên nói về chuyện là đấy, những cái nghệ thuật thị giác mà chị Uyên thích thì nó cũng theo cái luồng cảm xúc và sáng tạo đấy, em thấy rất là hay. Nhưng mà trong lúc mà chị Uyên kể thì chị Uyên nhắc đến một cái ý mà chính em và Vy Anh cũng rất là tò mò, đấy là khi mà một người bình thường, một người xem đi vào một triển lãm thì cái cách như thế nào để họ có thể hiểu rõ hơn về tác phẩm nghệ thuật, nghĩa mọi người nên để ý gì ở trong những triển lãm, cái cách gì để mà cái sự hưởng thụ và cái dòng suy nghĩ của mọi người nó sẽ giàu hơn khi mà đi vào một triển lãm. Thì bọn em rất tò mò, tại vì bản thân là Vy Anh và em cũng chắc là những người cũng đi triển lãm nhiều rồi, nhưng mà không có thể gọi là để đến có cái cảnh giới có thể hiểu được cái tác phẩm nghệ thuật thì có thể là chưa, hoặc là chính như thế. Nhưng em nghĩ là có rất nhiều bạn nghe cũng sẽ tò mò để học hỏi và nghe được những sự gợi ý từ chị Uyên nữa. Cảnh giới của chị bây giờ đấy là không cần phải hiểu nữa. Mình bỏ qua bớt những cái yếu tố là thế thì nghệ sĩ muốn nói câu chuyện gì, bởi vì có những lúc câu chuyện nó sẽ hiện ra rất là rõ ở trên tác phẩm hoặc là ở trong những cái bài viết đi kèm với cả cái triển lãm. Thì đấy nó là một cái đường để mình vào, mình có thể tìm hiểu thêm thông tin ở đấy, một cái bí kíp nho nhỏ đi, tạm gọi là như thế. Thì đấy là mình để ý đến cái không gian được bố trí như thế nào, liệu các tác phẩm đặt ở dưới đất hay là trên một cái bục hay là treo lơ lửng, thì cái cảm giác của cái sự hiện diện tác phẩm đấy thì nó gợi ra cái tính chất gì, hay là ánh sáng ở đây nó rất sáng hay là nó rất tối, tại sao nó lại sáng hay lại tối, hay là tại sao một bức ảnh mà lại phải thu nhỏ lại nhỏ xíu như thế, hay là lại phải phóng to lên như vậy. Thì tất cả những cái dấu hiệu đấy nó đều là những cái gợi ý, và đấy là cái cách mà mình có thể tự diễn giải được tác phẩm theo cái phông nền hay là cái nhu cầu của mình. Bởi vì là một khi tác phẩm đã ra đến phòng trưng bày rồi ấy, thì nó chỉ còn một nửa là con của nghệ sĩ thôi, còn một nửa còn lại thì nó có một cái đời sống riêng của nó rồi, và cái đời sống đấy thì mình không kiểm soát được, cũng như là nghệ sĩ không kiểm soát được. Trong lúc research về chị Uyên thì em có đọc rất là nhiều và có bắt gặp được một cái câu nói của một bạn curator. Thì bạn ấy có nói là một cái buổi triển lãm thì nó giống như là một chuỗi những cái cuộc hội thoại,
cuộc hội thoại giữa nghệ sĩ, giữa người xem, giữa curator rồi lại back lại nghệ sĩ. Và đôi khi là trong những cái tác phẩm khi mà mình đi xem một buổi triển lãm chẳng hạn, mình sẽ thấy nó hay khi mà cái tác phẩm đấy có thể giúp mình trả lời được một số câu hỏi của bản thân, hoặc là thậm chí là còn khơi gợi cho mình đặt thêm nhiều câu hỏi về chính mình hoặc là về những thứ xung quanh. Thì em thấy cái câu này rất hay, bởi vì nó tổng hợp lại rất là nhiều những cái mà chị vừa mới chia sẻ. Thế nhưng mà em cũng rất là tò mò, bởi vì là khi mà mình xây dựng một cái không gian nghệ thuật như thế thì bằng một cách nào đấy nó cũng là một cách mình kể câu chuyện cho người xem, tức là người, ở đây là người kể chuyện, ở đây là curator đấy, là giúp nghệ sĩ kể câu chuyện cho người xem. Nhưng mà làm như thế nào để mình có thể cân bằng giữa cái việc là mình rất cố gắng truyền tải một cái thông điệp cụ thể nào đấy mà nghệ sĩ muốn gửi đến người xem, với cái việc là mình trao quyền cho người xem và khơi gợi ở họ một cái sự chiêm nghiệm nào đấy cho riêng họ khi mà họ rời khỏi tác phẩm và họ có cái suy nghĩ của riêng mình, chứ không phải là ồ anh này là nghệ sĩ, anh ấy bảo tôi là nghĩ thế đi thì tôi biết là như thế. Em nghĩ là đấy thì dừng lại là một buổi triển lãm tốt, chứ còn chuyện nếu mà bảo là một buổi triển lãm hay thì chắc là chưa phải. Và thực ra là cái này nó lại còn khó ở một cái phần nữa là, tức là người nghệ sĩ người ta đã có cái tôi rất là to rồi, xong rồi đến anh curator anh cũng muốn kể chuyện, tức là ai cũng muốn kể chuyện. Và mỗi một người, em rất là muốn hỏi và em rất là tò mò về cái chuyện này, vì bản thân tụi em khi mà làm công việc này cũng làm podcast cũng là kể chuyện. Em nghĩ là bất cứ ai làm một lĩnh vực nào khi mà đã mang nó ra công chúng với số đông thì đều có một cái nhu cầu kể chuyện, và khi muốn kể chuyện thì nó một cách rất là chân thành với nhau đi, là mình đều có một cái mong muốn được người ta lắng nghe, là xem tôi đi, nghe tôi đi, chứ không phải là tôi ném vào đấy, ai xem thì xem, ai nghe thì nghe. Mình rất muốn được lắng nghe, mình rất muốn truyền đi một cái gì đấy, mình muốn kể câu chuyện mà mình gọi là gì nhỉ, ngôn ngữ Gen Z là kiểu dù quyến người khác là hãy xem cái của tôi đi. và phải thấu được cái mà tôi cũng đang cảm thấy nữa. Và mình dùng, có thể là mình không cố tình đâu, nhưng mà mình cũng dùng dồn rất là nhiều năng lượng để làm được cái việc đấy. Thế làm thế nào để mà có thể cân bằng được, không những là cân bằng giữa cái yếu tố là gọi là gì nhỉ, truyền đi một cái gì đấy và mong người ta cảm được mình, mà lại còn khơi gợi được họ cái việc tương tự, đấy là tự nghĩ ra cái câu chuyện cho mình, thì làm như thế nào ạ? Làm thế nào để làm giàu cái tác phẩm và cái bộ sưu tập của mình? Câu hỏi của em thì quá khó luôn, nhưng mà là một cái câu mà chị và các đồng nghiệp vẫn thường hay hỏi lẫn nhau, bởi vì nó là một cái, nó như kiểu mình đi trên dây ấy, mình luôn luôn phải cố gắng để cân bằng. Khi nào mình thấy mình chấp chới thì mỗi người sẽ có một cái dây khác nhau và cái cao độ khác nhau đi chẳng hạn, thì mỗi một người giám tuyển thì họ sẽ quyết định được cái đấy, cái tỷ lệ đấy cho riêng mình. Thế nhưng mà cái việc mình đưa ra một cái câu chuyện rất là rõ ràng và mình định hướng người xem, với cả cái việc là làm thế nào đấy thì mình chỉ khơi gợi thôi, mà để cho có một cái khoảng trống để người ta đi vào và người ta viết tiếp hay là viết lại cái câu chuyện đấy của mình, thì cái phương án thứ hai với chị thì nó khó hơn rất là nhiều. Và cái đấy có thể làm được bằng một số cách đi. Một là em sẽ đưa ra rất nhiều những cái câu chuyện khác nhau, thì có thể là nó dưới hình thức là tôi có bài viết, tôi có thể có cả đâu đó có cả một cái video trao đổi với các nghệ sĩ, hay là có một cái gọi là visual diary đi kèm, hay là một cái cuốn sổ ghi chép gì đấy, những cái câu chuyện nhặt nhạnh trong quá trình làm việc với nhau hay quá trình thực hiện dự án. Thì nó có rất nhiều cách để đưa ra những cái câu chuyện khác nhau đấy, và mình có thể đưa ra càng nhiều câu chuyện càng tốt. Còn một cái cách khác nữa, đấy là việc trong những cái thông tin mình đưa ra, mình tiết giản lại mình nói cái gì, thay vì là mình nói như đinh đóng cột, hoặc là mình đưa ra một cái câu chuyện rất là rõ ràng thì mình đưa ra một số từ khóa thôi chẳng hạn. Không phải là mình gọi là không cung cấp thông tin, nhưng mà mình không đưa thông tin một cách là nó là một hướng, nó quá là rõ ràng, thì mình để mở cho khán giả, và thông tin đấy cũng có thể thể hiện được qua cách thiết kế không gian trưng bày. Không phải lúc nào mình cũng có một cái phương tiện để mình làm cái việc đấy. Nhiều khi là mình cũng bởi vì bản thân chắc mình cũng chia sẻ với nhau, mình có nhiều trăn trở cho nhiều vấn đề, thì lắm lúc có những người họ sẽ truyền cái trăn trở đấy ra thành nhiều những cái hoạt động khác. Nhưng mà mình có một cái hay là cái trăn trở của mình nó được truyền đến một cái nhóm nào đấy,
mà mình biết là người ta sẽ nghe hoặc người ta sẽ xem. Nó không phải là chỉ một hai người hay gì đấy, mà nó có một cái nhóm người. Em thấy như thế là bản thân mình dù mình kể chuyện theo cái cách nào, có thể là nó chỉ đến được đâu đấy, cái thông điệp mình gửi đi nó đến được đâu đấy với người ta chỉ 50% thôi, nhưng mà miễn là có một nhóm người nghe mình thì em thấy nó cũng là cái quý rồi. Đúng rồi, chị cũng thấy là đôi khi có những cái nhìn của khán giả hay là của những người mà họ tới xem hay là họ lướt qua các cái tác phẩm một cách vô tình ấy, nhưng mà họ lại có những cái nhìn hay là những cái cách hiểu về tác phẩm đấy hay về triển lãm đấy rất là bất ngờ, và mình thấy ấn tượng vô cùng. Mình cảm thấy rằng là đấy chính là những cái sự bất ngờ đấy, nó là một cái lời động viên ấy khi mà mình làm việc, bởi vì mình thấy rằng là ồ thế thì người ta có thể bước vào với cái mối quan tâm của người ta hay là với cái phông nền của người ta, và người ta vẫn có thể đi tiếp với những cái gì mà mình bày ra trước mặt chẳng hạn. Thế bây giờ tụi em tò mò hơn một chút, mà mình đi rộng ra hơn về phía những người đến xem, và về có thể nói chung là về lớn hơn nữa, về xã hội đi, thì cái câu hỏi ở đây là chị Uyên nghĩ thế nào về việc là làm như thế nào để khuyến khích và tại sao mọi người nên đi xem triển lãm và nghệ thuật nói chung? Cái quan niệm rằng là bảo tàng phải là nơi để lưu giữ, để nghiên cứu, để trưng bày thì nó không sai đâu, nhưng mà vấn đề là làm như thế nào, đúng không? Lưu giữ trong điều kiện như thế nào, và nghiên cứu thì cái nghiên cứu đấy nó có đến được với ai đấy không, nó có được gọi là truyền lại hay là nó có được mở ra cho nhiều người tiếp cận hay không, đồng thời là cái trưng bày đấy thì nó có hấp dẫn không. Vì chị quan niệm rằng là như này này, tác phẩm nó có cái giá trị của nó, nhưng cái không gian trưng bày rất quan trọng cho cái việc là mình có đến được với tác phẩm hay không. Bởi vì rõ ràng rằng là chị nghĩ là trong cái điều kiện mà ngân sách có hạn thì có những cái thứ mình làm được và có những thứ mình không làm được. Tuy nhiên rằng là ở một cái mức độ cơ bản ấy, và đối với cả những cái cơ quan đi, tổ chức mà nó lớn như vậy, như là cấp độ bảo tàng hay là các cái quỹ văn hóa, thì chắc chắn là phải có một cái điều kiện nhất định rồi. Vậy thì nếu mà làm mà nó quá là sơ sài, hay là nó không được nét lắm, hay là không được đầy đủ lắm về mặt thông tin cũng như là ấy, thì rõ ràng là làm khó người xem rồi. Thì nếu như mà mình đã mở ra một cái nơi mà xác định rằng là cho công chúng ai cũng có thể đến được, thì những cái đấy là những cái cần phải có. Thế thì, nhưng mà để mà làm được những cái đấy thì nó gặp phải một cái vấn đề rằng là phải có người hiểu và có nhân sự có thể giải quyết được những câu chuyện đấy. Thế thì hạ tầng ở đây nó không chỉ là câu chuyện là em có những nơi chốn, em có những cái cơ sở đi, mà em còn phải có cả một cái nguồn nhân lực để làm những cái công việc đấy nữa, để làm công việc là chăm sóc, làm công việc trông coi, làm công việc bảo quản, làm công việc trưng bày, nhưng đồng thời nó làm công việc trao đổi và đối thoại. Thì cái đấy là cái mà mình có lẽ là thiệt thòi hơn, và có lẽ đấy là lý do tại sao, một trong những lý do tại sao mà mình đại đa số công chúng của mình chưa hình thành hay là cũng chưa phổ biến lắm cái thói quen đi xem nghệ thuật, bởi vì hay là đi xem bảo tàng nói chung thôi. Bởi vì nếu như mà không có trưng bày gì mới hay hấp dẫn thì tôi đến một lần, cùng lắm tôi đến hai lần, tôi không quay lại nữa, đấy là câu chuyện bình thường mà. Bởi vì các cái sản phẩm văn hóa này bây giờ, một là người ta đi du lịch người ta cũng xem được ở một nơi khác thôi, câu chuyện khác, nhưng mà vẫn xem được. Người ta xem phim ảnh, xem sách báo, lên mạng Google vài phát là ra ngay, thì họ cũng có thể xem được, họ không nhất thiết phải tới một cái nơi nào đấy mà cái trải nghiệm của họ nó không được ấn tượng lắm. Nhưng đồng thời nữa là nó không có quá nhiều nữa, mặc dù là về mặt số lượng thì mình nhìn có thể thấy là nó cũng khá khá đấy chứ, cũng rất nhiều điểm đấy chứ. Nhưng mà trên thực tế là em hãy thử so sánh với rất nhiều nơi trong khu vực mình thôi, ngay như Thái Lan thôi, thì
ngoài hệ thống bảo tàng công lập thì họ có rất nhiều bảo tàng ngoài công lập, các bảo tàng tư nhân nữa, cho nên là cái sự đa dạng về hiện vật cũng như là cái cách trưng bày, cách kể chuyện thứ là nó nhiều hơn rất là nhiều rồi. Thế thì dần dần thì càng nhiều thì nó mới càng hình thành một cái thói quen, khi mà mình nhìn thấy nó ở trong mọi diện của cuộc sống ấy thì mình sẽ thấy nó là bình thường và mình sẽ không cảm thấy là đấy là một cái ngành công việc hay là một cái hiện vật gì đấy mà nó được thần thánh hóa quá. Em thấy cái câu chuyện này rất là hay, tại vì lúc em về Việt Nam em cũng có điều kiện đi đến một số tỉnh thành mà không phải là Hà Nội, Sài Gòn, không phải những thành phố lớn, mà đi đến các tỉnh khác. Em thấy Việt Nam có rất nhiều vùng miền họ có lịch sử rất thú vị. Thật ra bản thân Việt Nam cũng là một đất nước rất thú vị, có rất nhiều câu chuyện để kể. Nhưng mà đâu đấy mình đi đến bảo tàng mình thấy nhiều khi mình về mình rất chưng hửng, mình tiếc quá, tại vì cái không gian bảo tàng của mình, kể cả những thành phố lớn đi, nó là những cái tòa nhà thời kỳ Pháp thuộc rất đẹp. Mình nhìn vào và mình đang kiểu có rất nhiều những cái kỳ vọng là à, vào đây tôi sẽ được xem những cái câu chuyện mà nó còn vượt qua cả cái hiểu biết của mình hoặc là những cái kỳ vọng của mình chẳng hạn. Thế nhưng mà lúc mà mình đi vào thì mình bị chưng hửng, tại vì mình nghĩ là ô, cái câu chuyện ngoài kia nó hay hơn thế này rất là nhiều. Và tôi cảm thấy là buồn quá, là tại sao nhìn nó buồn thế. Tức là bây giờ nếu mà em có một người bạn giới thiệu, để giới thiệu về Việt Nam hoặc là về cái lịch sử của nơi mình đang sống đi chẳng hạn, thì em sẽ bình thường em sẽ rất là có thể để những nơi khác, ví dụ London chẳng hạn, đưa đi đến bảo tàng bao nhiêu thứ để có thể kể, thì ở đây mình chưa làm được cái việc đó. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, em nghĩ nó không phải chỉ là cái câu chuyện hạ tầng nữa, mà bản chất là có thể đến từ cả những cái người mà làm công việc đó, họ có được đào tạo để kể một câu chuyện trên những cái gì mà họ đang có, đang được sưu tầm hay không, và kể như thế nào. Đơn giản là bây giờ chỉ là những người họ được tuyển vào làm công tác bảo tàng, họ được giao nhiệm vụ là bây giờ tôi sẽ có từng này hiện vật, tôi sẽ bày nó theo từng phân mảng thế này thế này thế này, theo một cách rất là sách giáo khoa, hoặc là theo một cái giáo án nào đó của một cái thông điệp hoặc một ai đó đưa cho, thì nó rất là khó để một người mà vừa có cái sự cảm nhận rồi cái khả năng và cả cái nhiệt huyết để kể một cái câu chuyện cho một cái vùng đất hay là một cái nơi chốn, em nghĩ nó không đơn giản. Nhưng mà nói thế thì cũng đâu biết được, không biết đâu 10 năm sau chúng mình sẽ đến được bảo tàng của chị Uyên, lúc đấy chúng mình sẽ có nhiều giám tuyển hơn và có nhiều không gian để xem hơn. Mà nhưng mà nhân tiện thì em cũng muốn biết là giả dụ bây giờ mà chị được mở không gian của chị mà chị không phải lo về tiền bạc đi, thì không gian đấy nó sẽ như thế nào, và nó sẽ có những cái chủ đề gì mà chị muốn tập trung vào, và cái tác phẩm ở trong không gian đấy nó sẽ như thế nào? Đấy là một ước mơ đúng không? Nếu mà đã mơ rồi thì chị có lẽ là có quyền rất là cá nhân, thì chị rất là thích một không gian thoáng, có khuôn viên, tức là có cây xanh và có ánh nắng tự nhiên, và có một phòng đọc rất lớn. Có phòng đọc và kiểu thư viện ấy, rất là lớn. Còn về trưng bày ấy, thì chị sẽ chỉ cần một không gian rất nhỏ thôi, và trưng bày luân phiên. Cứ mỗi một thời gian thì lại ra và lại đem một số tác phẩm ra. Và có thể là mình sẽ có những cái cuộc thảo luận, trao đổi xung quanh chủ đề đấy ở ngay chính cái phòng đọc kia của mình. Chị chỉ thích một không gian nó tĩnh lặng hơn ấy. Và cái tĩnh đấy là vừa là để mình sạc pin, vừa là để mình tìm đến những cái miền đất mới. Và chị rất là thích có một cái nơi như thế. Cái trưng bày tác phẩm thì, bởi vì là nó vẫn không thoát được khỏi một số những cái cân nhắc về mặt gọi là bệnh nghề nghiệp ấy. Cho nên là khi mà nói đến trưng bày, chị nghĩ ngay đến câu chuyện rằng là ồ, phải bảo quản như thế nào. Và bao lâu thì mình phải làm lại một lần, cho nên chị chỉ muốn có một không gian rất là nhỏ, như kiểu một cái hành lang dẫn tới một cái phòng đọc lớn đấy. Thì cái hành lang đó mình sẽ bày các tác phẩm luân phiên, và có thể là ít thôi hoặc là nhỏ thôi, để dẫn tới một cái hành địa kia của mình, bao vây bởi cây xanh và ánh nắng. Nghe chị Uyên kể thì thôi là bọn em đã muốn đi lắm rồi. thế như vừa rồi là mình nói về cái không gian nghệ thuật, thì bây giờ bọn em muốn hỏi về nội dung chẳng hạn. Tại vì từ nãy giờ chúng mình nói rất là nhiều về những cái khái niệm, những cái chủ đề mà
và những cái cách làm việc của một người giám tuyển là sẽ đưa được những cái chủ đề tới mọi người. Thế nhưng mà bây giờ nếu mà đi sâu vào nội dung thì chị Uyên có nghĩ là đối với nghệ thuật đương đại chẳng hạn, đặc biệt là với những nghệ sĩ mà chị đang làm việc cùng bây giờ, thì mọi người thường thiết kế những sáng tạo nghệ thuật của họ về những chủ đề như thế nào, và có phải là những cái chủ đề đấy luôn cần thiết là phải đụng tới những cái vấn đề xã hội đương đại hay không, hay là nó cần phải phản ánh những cái gì? Đấy là cái bọn em rất là muốn, là tò mò được hiểu hơn về những cái dự án, những cái triển lãm mà chị Uyên đã từng làm cùng. Tất nhiên là ở mọi lúc mọi nơi sẽ luôn có những cái chủ đề mà nó nổi bật hơn những chủ đề khác. Nó là mối quan tâm bức thiết của xã hội, hay là nó là cái mà nhiều người đang phải đối diện trên gọi là bình diện chung dân số. Thế nhưng mà đồng thời nữa là, nhưng mà mặt khác ấy, thì chị cho rằng là rất là khó để mà tóm tắt được là có những nghệ sĩ, có những chủ đề nào mà nghệ sĩ đang làm việc và đang quan tâm. Bởi vì chị làm việc với các nhóm nghệ sĩ khá là dạng, từ lứa tuổi cho đến gọi là học vấn, như là cái đời sống cá nhân và mối quan tâm thế hệ. Thì đâm ra là mỗi một thế hệ khác nhau, một độ tuổi hay là một con người khác nhau, thì cái mà họ hướng đến thì nó sẽ có những cái chung nhưng mà rất nhiều cái riêng. Bởi vì cái tự chung lại ấy, mà quay lại câu hỏi của em ấy, là nó có cần thiết phải phản ánh xã hội hay không, thì chị cho rằng là một tác phẩm có thể đi được đường dài, có thể đứng vững được và được tiếp nhận ấy, đấy là tác phẩm nó chân thật. Chân thật ở đây là nó đi từ bên trong cái nhu cầu, cái mối quan tâm của nghệ sĩ ra. Và nó không, cảm xúc nó có ở trong đấy nhá, nhưng nó không chỉ thuần cảm xúc đâu. Bởi vì cảm xúc của chúng ta thì thay đổi theo ngày, đúng không? Hay là đôi khi là thay đổi theo giờ nữa. Thế nhưng mà nó là cả một cái sự cái trung bình cộng của tất cả những cái cảm xúc đấy lại với nhau, cộng với cả những cái tìm hiểu, tìm tòi, tư duy. Và vì thế cho nên rằng là nó là cái con người đấy. Và con người đấy mà khác những người khác ấy, thì tác phẩm hay là cái chủ đề của họ nó sẽ khác thôi. Và cái sự tự do ở đây ấy, trong cái việc là mình đọc tác phẩm, lại quay lại cái chủ đề lúc trước mà mình vừa chạm đến ấy, nó nằm ở cái điểm rằng là đây là cái người ta quan tâm, nhưng mà mình nhìn vào mình thấy cả những cái khác nữa. Mình nhìn thấy cả những cái mà người khác cũng đang quan tâm. Và cái đấy là cái công việc đôi khi giám tuyển làm. Đấy là khi mà mình nhìn thấy là anh này đang quan tâm đến cái này, hay là anh này có một cái cách xử lý về mặt hình khối hay là không gian, nó có một cái đối thoại gì hay với cả cái chị kia, hay là nó có một cái sự tương phản nhất định, thì mình đặt nó vào trong một cái bối cảnh nhất định để mà nó tạo ra cái sự trò chuyện đấy. Và vì thế nên là khó để mà tóm lại được lắm, và mỗi một lúc nó lại một khác. Chị thì hơi linh tinh một tẹo, chắc là phải thừa nhận là như thế. Chị không có một cái, chị có một cái mối quan tâm, nhưng mà tức là những cái chủ đề trong những dự án của mình ấy, thì nó không nhất thiết là nó giống nhau, nhưng mà có thể là sau một vài năm mình nhìn lại mình mới thấy là cái này nó dẫn dắt đến cái kia, hoặc là cái này nó liên quan đến cái kia như thế nào. Thì bây giờ vẫn đang ở một cái bước chuyển mới, đâm ra là cũng chưa biết lắm. Nhưng mà tự chung lại thì một cái tác phẩm mà nó chân thực, nó đi từ gọi là ruột gan ấy của nghệ sĩ, hoặc cái người làm ra nó đi ra, thì chị nghĩ rằng là cái sự chân thành đấy, nếu mà mình có thể cảm nhận được cái sự chân thành giữa người với nhau, thì tác phẩm nó hàm chứa cái sự chân thành đấy, mình cũng sẽ cảm nhận ở một mức độ nào đó. Để rút ra nhiều chiêm nghiệm này, chắc là cũng có nhiều dự án mà chị cũng học hỏi được rất là nhiều mà. Thì trong số những dự án mà chị đã từng làm hoặc đang làm, thì có một dự án nào mà chị cảm thấy là chị học hỏi được nhiều nhất ạ? Chị nghĩ là có một dự án mà bây giờ chị nhắc đi nhắc lại ở tất cả những cái cuộc trao đổi mà chị đã từng thực hiện, cũng như là chị rất hay nghĩ về nó, đấy là cái triển lãm Gang of Five Lạc Bước Tân Kỳ. Tại vì cái triển lãm đó làm diễn ra ở xưởng phim của hãng phim truyện Việt Nam ở số 4 Thụy Khuê, là một cái nhà
cái khu khá là cũ. Ngày xưa nó là nhà kho chứa cái thủy phi cơ của người Pháp. Sau đấy thì nó chuyển đổi thành cái trường quay. Rồi bây giờ trường quay đấy ít người sử dụng, thì đôi lúc họ sử dụng thành nhà kho. Thì chị vào được trong đấy làm cái triển lãm. Nhưng triển lãm đó là cả một cái dự án dài hơi 2 năm, làm việc với cả một nhóm nghệ sĩ mà họ lớn tuổi hơn chị rất là nhiều, cái khoảng cách thế hệ rất là lớn, cách nhau phải đến sắp xỉ 3 thập kỷ về mặt tuổi tác. Cho nên là có rất nhiều thứ mình không hiểu về họ và họ không hiểu về mình. Mình nghĩ về họ một đằng nhưng thực tế nó diễn ra một nẻo. Thì cái dự án đấy là cái dự án mà nó là một cái bài tập cho chị thường nhật về câu chuyện lắng nghe. Lắng nghe và thông cảm. Ở đây không phải là thông cảm theo dạng thương cảm đâu nhá, nhưng mà thông cảm cho cái bối cảnh, thông cảm cho cái hoàn cảnh và tìm cách hiểu hơn cái mà mình rất dễ quy chụp họ, hay là mình dễ hiểu lầm, hay là dễ gọi là có những cái sự mặc định nhất định. Và có lẽ là cái đấy là cái mà chị học được nhiều nhất, bởi vì khi mà làm việc với những người mà chênh lệch rất là nhiều với mình về mặt thế hệ đi, họ cũng là những họa sĩ nam, mình thì là một giám tuyển trẻ là nữ, trong dự án cũng có nhiều người khác nữa, và mình phải điều phối tất cả những cái luồng trao đổi. Có nhiều thứ mình làm không tốt, có nhiều thứ mình đã làm được nhưng mà mình cảm thấy rằng là có vẻ như là nó vẫn chưa đủ. Nói chung là có rất là nhiều những cái chi tiết nho nhỏ, nhưng quan trọng nhất chị nghĩ rằng là bỏ qua câu chuyện nghề đi, bỏ qua câu chuyện gọi là kỹ thuật của nghề, thì chị vẫn luôn luôn nhớ về cái dự án đấy, bởi vì nó là cái dự án mà chị học nhiều nhất về cái câu chuyện là cái thái độ với nghề nên như thế nào. Thêm nữa đấy là câu chuyện lớn hơn, đấy là trong một cái tổng quan lớn về cái hệ sinh thái nghệ thuật ở Việt Nam bây giờ, có những thứ mình muốn nhưng mà chưa chắc đã được, hay là nó được nhưng nó ở theo cái kiểu khác, thì mình nên ứng xử với nó ra sao? Mình cảm thông, mình bình tĩnh, hay là mình cáu giận, mình bất bình? Thì nó giúp chị hơn rất là nhiều trong cái câu chuyện là mình đối diện với mọi thứ bình thản hơn và mình cố gắng cảm thông. Và khi mình cảm thông thì cái công việc mình làm nó cũng cảm giác trôi chảy hơn. Em hỏi câu đấy tại vì là em có, trước khi mà mình thu âm thì em có bắt gặp được một cái account Instagram của chị Uyên, tên là gì nhỉ? Curator sạc quần đúng không? Hay là cái gì sạc quần nhỉ? Ừ đúng rồi, em cũng biết sạc quần nghĩa là gì. Cái đấy không phải là chỉ của một mình chị đâu, cái đấy là của chị và hai người bạn và hai người đồng nghiệp nữa, là anh Bill hiện đang làm ở Nguyễn Át Foundation ở trong Sài Gòn, và Vân hiện đang làm giám đốc nghệ thuật của một cái không gian thử nghiệm tên là Á Space ở ngoài Hà Nội. Thì lúc đó là bọn chị làm cùng với nhau ở Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory, thì có những cái câu chuyện chuyện về nghề giám tuyển, hay là những cái tình huống gọi là dở khóc dở cười mà mình gặp ở nơi mình làm việc, hay là khi mà mình làm với nhau một thời gian và cái nguồn tài lực nó có hạn, mình mong muốn làm những thứ khác đi nữa, hoặc là nó quá rủi ro. Bởi vì khi mà mở ra một không gian trưng bày cho khán giả, cho công chúng tới, thì cần có những cái trách nhiệm nhất định đối với cả khán giả của mình, hay là phải có đủ thông tin cho họ, vì nếu không thì nó cũng thiếu tôn trọng. Đồng thời nữa là phải đảm bảo là luôn luôn có các chương trình. Thế thì tất cả những cái mà mình chưa có điều kiện, hay là mình không thể vì những cái hạn chế ở nơi mình làm việc, thì mình sẽ có một cái kênh khác mình làm những cái việc đấy. Thì cái trang Instagram Curatorial Sạc Quần nơi mà bọn chị nói lên những cái vấn đề đấy. Nhưng đồng thời nữa là trong quá trình mình làm, có những thứ mình làm ra rồi mình mới chợt nhận ra là cái này nó có vấn đề, hay là mình làm xong rồi mình cảm thấy như thế nào. Thì đấy là một cái nơi mà mình gửi gắm, không hẳn là bí mật, nhưng gửi gắm những cái tâm tư hay những cái suy nghĩ có thể bột phát hơn, nó có thể thoải mái, tự do hơn. Ngoài câu chuyện rằng là để xả, mình xả ra những cái suy tư của mình, vì nếu mà nhồi quá nhiều trong đầu thì nổ mất, không chịu được, thì mình cần phải hét lên với một ai đấy. Nhưng mà dạo này thì cũng hơi bỏ bê cái trang đấy một chút, bởi vì
cả ba đều đang có những cái công việc mới và cũng khá là bận rộn với những cái công việc đấy, cho nên là hơi bỏ bê sang đấy một chút, cũng xin lỗi tất cả những follower của Curator Xà Quần. Còn về cái tên Xà Quần là cái gì ấy, thì đơn giản là bởi vì bọn chị, ba đứa bọn chị đều là người, lúc đầu bọn chị hay đùa với nhau rằng là mình cứ suy nghĩ, mình cứ làm mấy cái thứ linh tinh, không biết có ai quan tâm hay không. Thì cái linh tinh ấy ở trong miền Nam, lúc bọn chị làm việc ở trong Sài Gòn ấy, thì có nhiều người cứ xà quần xà què, thì mới đặt là à bây giờ mình ở trong Sài Gòn, tất cả những câu chuyện này nó diễn ra trong lúc mình đang cùng nhau ở đây, thì mình đặt nó là xà quần thôi, là linh tinh, là tất cả những cái gì nó hiện Linh tinh hữu đó trong đời sống hàng ngày trong đầu mình thì quá mình là tuôn thú. trào. Hay Thế thật. là nếu mà bạn nào mà đã Google mãi về làm giám tuyển ở Việt Nam mà thường thiếu thông tin thì bạn phải qua cao Sà Quần để có góc nhìn chân thật về về nghề. Từ lúc em về Việt Nam, không biết có phải là bởi vì mình cũng đang ngô nghê dần dần làm quen lại với cả giao tiếp ở nhà hay không, mà mình thấy là ví dụ đi ra ngoài hoặc là tiếp xúc với một số bạn trẻ làm công việc truyền thông chẳng hạn, các bạn cũng có chia sẻ rất là nhiều những cái bí kíp để mà giao tiếp và viết với cả những bạn trẻ hơn. Thì em thấy là nhiều khi các bạn nói là các bạn với các bạn viết và nói nó như một cái dòng chảy, nhưng mà em thì lại thấy đôi khi mình không được như thế, và nếu không muốn nói là hầu hết thời gian mình không không phải là người có được cái dòng chảy đấy. Thì em thì cũng rất là thích đọc, thích viết, nhưng mà mỗi lần viết thì thấy nó rất là khổ. Mình sẽ có một cái mà những cái người mà hay viết lách em nghĩ là có thể chia sẻ với nhau, đấy là dù là nó có là một dòng chảy hay nó là một cái cửa đóng rất là khó mở ra, thì sẽ luôn có một cái thôi thúc gì đấy ở trong cái người đấy là ôi mình phải viết ra, mà mình cũng không biết là mình viết ra cho ai đọc hay là viết ra để làm cái gì, nhưng mà cứ thế nào đấy mình cứ lại phải viết ra vì mình nghĩ về nó lâu quá rồi, viết về nó nhiều quá và Đúng mình rồi. cần phải nói ra để ít Đúng nhất rồi. là mình giải tỏa được cái đó. Còn đến lúc share rồi ai đọc hay không thì không quan tâm. Thì không biết là chị Uyên có bị thế không ạ? Kiểu em thấy nó rất là khổ ấy, để viết ra được một đoạn ngắn là không không dễ. Có chứ, chị rất nhiều người nghĩ rằng là việc viết lách nó là một công việc nó đến với chị, hoặc là có một sự kỳ vọng rằng là những người làm giám tuyển thì viết lách rất trôi chảy. Với chị thì nó không dễ một chút nào, và khi mà càng nhiều suy tư ấy thì cảm giác nó càng rối và càng vón ấy. Và cái mình gọi là viết ra ấy, nó không giống như những cái gì nó đang diễn ra ở trong đầu, thế đâm ra là nó cũng chưa bao giờ dễ. Chị cảm giác như là với chị thì cái dòng suy nghĩ, cái đống thứ mà mình suy nghĩ ở trong đầu ấy, nó sẽ như một cái con suối, thì và đến một nơi nó có một cái gành, để qua được cái gành đấy thì bao giờ nó cũng sẽ tắc, và sức nước nó phải mạnh hay là phải có gió thì nước nó mới đi, hoặc là phải mất rất nhiều thời gian, nó tụ đủ thì nó sẽ chảy xuống thành thác. Thì chị cũng y hệt như thế, là cái cách duy nhất đấy là chị tập cho chị một thói quen viết nhật ký. Tức là viết bản thân cái trang Curatorial Xà Quần bọn chị viết nhiều khi cũng như kiểu viết nhật ký, cái giọng văn đấy. Nhưng mà chị không phải ngày nào chị cũng viết, nhưng mà những lúc mà có những thời điểm có một chuyện gì đó xảy ra và làm cho mình cảm thấy vui hay là mệt hay là có một cái gì đấy mình thấy khó chịu thì mình đều cố gắng viết ra, bởi vì khi mà mình viết ra mình cũng một lần nữa mình kể lại cái đấy thì mình sẽ tự nhìn được là à thế thì cái cảm xúc của mình ở đây nó là như thế nào, hoặc là cái câu chuyện đấy, cái luồng, cái tiến trình của cái câu chuyện này nó có như thế hay không, hoặc là sau này khi mà mình nhìn lại ấy, thì mình sẽ nhìn thấy cả một cái chặng đường, và cái việc mà mình thôi thúc đến đâu để mình ghi lại xuống cái dòng nhật ký đấy nó cũng thể hiện là cái gì là cái quan trọng với mình ấy. Khi mà mình viết nhiều ấy, chị cảm giác là khi nào mà chị viết nhật ký nhiều ấy, thì cái lúc mà chị phải viết những cái thứ mà liên quan đến công việc của mình ấy, thì nó có một cái độ nhuyễn hơn trong việc mà mình dụng ngôn, mình sử dụng từ. Đúng rồi. Em hỏi câu này tại vì là nghe thì không liên quan lắm nhưng thực ra lại rất là liên quan đến mọi người, tất cả số đông chúng mình. Tại vì thực ra có thể có một số người thì không thích viết, họ có thể có cái khả năng họ hình dung ra rất nhiều những cái suy nghĩ hoặc sắp xếp suy nghĩ rất là giỏi ở trong đầu rồi, nhưng mà đa phần thì mọi người thường khá là khó khăn trong việc diễn đạt
cái mình thực sự muốn nói, hoặc là cái mình thực sự muốn tức là tự nhắc nhở bản thân, nó cũng chẳng cần phải nói với ai cả. Thì thật ra là cái việc viết xuống nó cũng khá là hay. Trong lúc viết mình phải sắp xếp các thứ, và thật ra là lúc viết mình phải hồi tưởng lại nó, xong rồi mình phải sống lại nó một vài lần. Thì cái lúc mà một vài lần sống đấy thì nó giúp cho mình đúc kết ra được một số thứ, tại sao mình lại có cái trải nghiệm này. Đi qua nó rồi thì mình thấy nó như thế nào. Thì em nghĩ nó cũng là một cái cách mà nó cũng rất là trị liệu. Dần về sau mình biết là hóa ra trị liệu tâm lý có cả bước là phải viết journal, và cũng không phải cứ phải là nhà văn hay là làm nghệ thuật hay là làm cái gì liên quan thì mình cần phải viết. Ví dụ chị An thực ra cũng rất là thích viết. Chị An không những thích viết mà lại còn viết rất là hăng say, và đến bây giờ vẫn viết. Thế là có các bạn nào mà đang nghe có thể sẽ dùng đây là một gợi ý, thử xem là mình có thích viết không, và viết xong thì có thấy trị liệu hơn một tí nào. Và kiểu viết nó cũng có nhiều cách viết ấy. Có những lúc chị viết ba dòng xong rồi có những lúc thì kiểu vẽ linh tinh, rồi chắc là có cái gì đấy quá vẽ nhằng vẽ nhịt vào. Thì nó có rất là nhiều những cái cách mà cái việc mà mình ghi lại nó có thể có một cái gì đấy trong cái hành vi mà mình ghi lại á, mà giúp cho mình tổ chức cái suy nghĩ của mình tốt hơn trong đường dài. Chị cảm giác là như thế. Nhưng em cũng nghĩ là cái thói quen để mà gọi là cái chuyện viết thì chắc chắn nó rất là quan trọng, nhưng mà có lẽ nó cũng như chị Uyên nói, nó có thể nói nhiều thứ khác xung quanh cái chuyện viết này, đúng không? Đấy là cái việc là mình tạo cho mình một cái không gian để mình dừng lại này, mình suy nghĩ này, xong rồi cầm cái bút lên tay, giở quyển sổ ra, tất cả những cái thứ đấy nó sẽ tạo ra cho mình một cái bầu không khí hoặc là một cái bầu không gian để mà mình thật sự mình có thời gian mình đọng lại suy nghĩ hoặc là mình chậm lại một chút. Chứ còn thật ra là nếu mà mình cứ cuốn theo cái cuộc sống hàng ngày thì thật sự rất là khó để mà có những lúc có những cái khoảng không gian như thế. Nhưng mà cái quan trọng là nhiều khi là phải tạo được cái thói quen cho mình, là phải bắt đầu làm cái việc đấy đã, đúng không? Chứ còn nếu mà không nghĩ đến cái việc đấy và cứ để cái chạy theo cái cuộc sống hàng ngày thì rất là khó để dừng lại. Đúng rồi. Và nhiều khi là chị đọc chuyện hay là chị xem phim, tự dưng thấy có một câu hay ấy, chị cũng sẽ viết lại ngày hôm đấy. Ôi nhưng mà viết hay phải học. Chứ em đọc, em nghe một cái podcast mà em rất là, em quên mất rồi, nghe lâu lắm rồi ấy, nhưng mà nhân tiện mình đang nói thì mình kể thêm một chút thôi, là có một cái bác này là nhà văn, và bác ý học viết bằng cách là bác ý chép tay lại những cái câu hay, viết bằng tay, thậm chí là những cái kịch bản hay luôn. Xong mình nghĩ là oh my god, tức là người ta, mình thì ngày xưa mình chỉ chép tay lại những cái đoạn tiếng Anh hay mà mình thấy cool thì mình ghi lại thôi ấy. Nhưng mà đây họ viết liên tục hàng trang, hàng mấy chục trang trong vòng kiểu nhiều giờ đồng hồ. Bởi vì bác ấy nói là đấy là cái cách để thẩm thấu cái giọng văn và cái tinh thần của cái người đấy. Và cái đấy thì không làm được khi mà mình gõ máy hay là mình chỉ đọc thôi, mình phải viết nó xuống thành chữ của mình. Vậy là lần đầu tiên nghe thì có cái practice như thế, mình thấy cũng khá là bất ngờ. Nhưng mà chắc là tụi mình giữ chị Uyên cũng khá là lâu rồi. Đây cũng là buổi chiều thứ bảy của chị Uyên, thì tụi em muốn hỏi thêm một câu nữa là vừa rồi thì chị Uyên có nhắc đến cái dự án Gangs of Fire là một trong những dự án để lại cái dấu ấn cho chị Uyên. Thế thì chị Uyên có thể chia sẻ cái dự án triển lãm hay là cái công việc hiện tại bây giờ của chị Uyên được không, cho tụi em lắng nghe, và cũng là như là để các bạn thính giả Love Fam cũng được nghe và được biết, và mong chờ là đến một ngày được đi tới xem triển lãm đấy của chị. Cảm ơn chị các Uyên. Bạn đã hỏi, bởi vì là có rất nhiều dự án, chị học được rất nhiều, và chị nghĩ rằng là số lượng ấy, thì chị làm không quá nhiều dự án đâu, nhưng mà cái nào chị cũng rất là nhớ. Và lần này cũng tương tự thôi. Bây giờ chị đang làm giám đốc nghệ thuật cho một tổ chức nghệ thuật ở Hà Nội, sắp mở khai trương chính thức là vào 29 tháng 11 tháng này, 29 tháng 11 sắp tới đây này, cuối tháng này ở Hà Nội, ở khu vực Nam Từ Liêm. Thì tên của tổ chức là The Outpost, và cũng bắt đầu xây dựng nơi này cùng với cả chị Ariel Phạm, là nhà founder, nhà sáng lập The Outpost cũng một thời gian rồi. Thì đây là một cái nơi mà bọn chị xây dựng cũng như là cố gắng hoạt động để giữ cho nó có một cái tôn chỉ tương tự như một cái bảo tàng tư nhân. Để mà có thể gọi là trở thành một bảo tàng thực thụ thì nó sẽ còn một cái chặng đường rất dài phía trước.
nó sẽ cần mình phải rèn luyện cả toàn bộ đội ngũ nhé, nhân sự sẽ phải tìm hiểu, sẽ phải rèn luyện, sẽ phải làm việc cho trơn tru, mình sẽ phải gọi là củng cố về mặt cơ sở hạ tầng, và mình sẽ cần đảm bảo những cái chức năng của một cái bảo tàng. Nhưng mà nếu như mà mình không làm thử trước một bước ấy, như kiểu bây giờ làm sản xuất bao giờ cũng phải có sản phẩm mẫu ấy, prototype ấy, đúng không, thì mình phải làm ra đã và sau đấy mình xây dần dần, để mà khi nào mà mình đủ điều kiện, mình đủ gọi là nhân lực, và mình gặp một cái, mình có một cái lượng khán giả mà họ cũng cảm thấy rằng là à, sự hiện diện của một cái nơi như này nó là cần thiết, thì mình sẽ đi vào, tức là mình sẽ làm mọi thứ một cách chuẩn chỉnh và gọi là toàn diện, hoàn thiện hơn rất là nhiều. Thế thì bọn chị có các hoạt động triển lãm định kỳ, và khác với cả những không gian khác thì bọn chị triển lãm kéo khá là dài. Cái thời gian triển lãm nó sẽ rơi vào khoảng 3 tháng đến 3 tháng rưỡi một triển lãm. Và mình sẽ có rất nhiều những cái hoạt động vệ tinh xoay quanh triển lãm đấy, với cái mong muốn rằng là mình cung cấp thêm những cái đường vào cho khán giả của mình. Chị muốn tạo ra những cái chương trình vệ tinh mà mình sẽ mời cộng tác, khách mời của mình từ những ngành khác bước vào, để họ không hẳn là diễn giải nhưng là để họ nhìn về cái câu chuyện mình đang làm. Thế thì có cái điểm tì nào để họ đi vào hay không? Nếu mà nghe đến nghệ thuật thì vì cái định kiến xã hội, hoặc là bởi vì mình ít những cái điều kiện tiếp xúc, cho nên mình nghe thấy mình thấy nó rất là sợ, cảm giác là cần phải có một cái phong nền nhất định hay là một cái sự thấu hiểu nhất định thì mới có thể đi xem nghệ thuật được. Nhưng mà nếu như mà mình nghe đến những cái chủ đề khác mà, hoặc là những cái từ khóa khác, chẳng hạn như là nếu bây giờ mình chỉ nói là kể chuyện thôi, hoặc là đến câu chuyện công nghệ, nhưng mà thật ra là cũng tất cả mọi cái chuyển biến công nghệ nó có tác động đến nghệ thuật mà, nó không phải chỉ tác động dưới dạng gọi là thị trường, nhưng mà nó thay đổi cái cách người mình xem, mình nghe, mình nhìn, đúng không? Và khi mà mình thay đổi cái thói quen nghe nhìn thì có nghĩa rằng là mình, cái cách người ta tiếp cận với cả nghệ thuật nó cũng có thể khác đi. Và bản thân những cái người nghệ sĩ họ lớn lên ở trong một cái gọi là khí quyển mà nó khác với thời trước về mặt công cụ, về mặt tương tác xã hội, thì cũng có thể là nó khác. Nhưng mà nếu mà mình đi từ góc nhìn xã hội học hay mình đi từ góc nhìn khoa học để mà mình bước vào, thì có thể là các bạn khán giả ở một số cộng đồng khán giả, các bạn sẽ thấy rằng à, nghe nó cũng thân thiện, hoặc là có thể họ có một cái đất để bước vào hay là để chia sẻ ở trong cái câu chuyện này. Thì đấy là lý do tại sao triển lãm thì thường kéo dài, nhưng mà chị sẽ cố gắng làm rất nhiều chương trình xoay quanh nó để mở rộng ra những cái cách diễn giải về triển lãm cũng như về tác phẩm. Và bên cạnh đó thì cũng có một cái không gian gọi là dịch vụ đi, thì có các cái dịch vụ như là bán đồ lưu niệm. Nhưng đồ lưu niệm ở đây nó không chỉ là đồ lưu niệm của thương hiệu, mà bọn chị rất là muốn xây dựng một cái hệ thống art merchandise, tức là những nghệ phẩm. Một là những sản phẩm được thiết kế, hai là sử dụng hình ảnh tác phẩm để đưa lên những cái hiện vật hàng ngày, đúng không? Ví dụ như là ta có thể đi tất hình tranh của Van Gogh hay là di chuột trên một cái gọi là tấm của in hình tranh của Picasso bán ở các bảo tàng ở nước ngoài, hay là làm giả và được bán trên Taobao. Thế nhưng mà đấy là cái cách mà những cái tác phẩm để nó đi vào trong cái đời sống thường nhật có thể, và nó vẫn khác cái tác phẩm thật. Khi mà xem tác phẩm thật nó vẫn có một cái cảm xúc và một cái giá trị riêng, nhưng mà khi cái hình ảnh đấy mình nhìn thấy hàng ngày thì mình sẽ cảm giác là à, nó cũng dễ tiếp cận, hoặc là mình có thể tiếp cận được đến nó. Thì cái đấy là cái mà chị đang xây dựng và sẽ phát triển trong thời gian tới. Cũng như là có cà phê ở trong không gian để nếu như mà không gian này nó ở hơi xa mọi người thì mọi người cất công đến vượt qua bao gọi là cưỡi ngựa sắt, vượt qua bao khó khăn gian nan để đến được với cả The Outpost, thì mình sẽ có một cái không gian mà nó có nhiều thứ để mọi người trải nghiệm và mọi người có thể lưu lại. Và mình rất là mong muốn là tạo ra những cái trải nghiệm, những cái điểm vào, những cái điểm chạm khác nhau cho khán giả của mình. Và trong tương lai thì cũng sẽ muốn xây dựng những cái khóa học ngắn hạn để biết đâu có những bạn nào mà bạn quan tâm đến câu chuyện là à, thế thì xem nghệ thuật như thế nào,
hay là trị liệu bằng nghệ thuật. Có thể rằng là không chỉ không thuần là dạy kỹ năng, nhưng mà sẽ là dạy cái cách mình nghĩ về cái thứ mà mình vẫn sử dụng. Ví dụ như là hình ảnh đi, ai cũng chụp ảnh, ai cũng edit ảnh, nhưng mà biên tập ảnh thì hoặc là có rất nhiều người dạy chụp ảnh, nhưng mà biên tập ảnh nó là một kỹ năng đặc biệt. Chúng ta ngày nào chả biên tập ở trên Instagram và Facebook đúng không? Hoặc là riêng chuyện gọi là soạn một cái presentation thôi, dùng hình ảnh minh họa vào, chúng ta cũng đã biên tập rồi. Thế nhưng mà đôi khi là mình biên tập theo cái lối mà mình vẫn thường có hay là mình được truyền đạt lại, nhưng mà trong cái việc mình sử dụng hình ảnh đấy, nó có rất nhiều những câu chuyện phái sinh, và cái hình ảnh đấy nó truyền tới ai thì cái câu chuyện đấy nó đã bị bẻ hướng theo một tam sao thất bản thành một hướng như thế nào đấy khác rồi. Chị sẽ muốn đưa ra những cái khóa ngắn hạn để mà những người đồng nghiệp, những người bạn, những người đang làm những cái việc đấy rất là tốt ở bên ngoài rồi, mình muốn kết hợp với họ để họ đến The Outpost để họ làm những cái công việc đấy và mình chia sẻ lại với cả khán giả ở bên ngoài. Hay quá. Thế bao giờ thì không gian mở chị Uyên? Nghe thì bọn em đã muốn đi lắm rồi. Chị sẽ mở cửa không gian bằng một cái triển lãm khai mạc vào ngày 29 tháng 11 và sẽ mở cho tới hết tháng 2, mở qua Tết luôn, mở tới 28 tháng 2 là 3 tháng. Thì hy vọng là sẽ các bạn ai có dịp ghé Hà Nội mà không ngại đường xá xa xôi thì rất là mong các bạn sẽ đến The Outpost. Hay quá. Thế khi nào mà không gian mở hay là trên buổi triển lãm mở thì chị Uyên chắc bạn em sẽ xin chị Uyên một vài thông tin để bạn em chia sẻ tới các bạn ngay lập tức luôn qua mấy kênh các kênh social media. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chị rất mong là sẽ gặp được các bạn tại The Outpost một ngày nào đấy. Gặp trực tiếp. Được, và cuối năm nay là Vi Anh thì vẫn đang ở Việt Nam rồi, nhưng cuối năm nay em cũng sẽ dự định về một thời gian vài tuần, chắc chắn là sẽ phải ghé qua triển lãm nè. Hay quá. Thì bây giờ là đến gần phần cuối rồi. Thì từ nãy đến giờ chúng ta nói rất là nhiều về những dự án, về những triển lãm, về công việc của chị Uyên. Thì bọn em bây giờ muốn có thể gọi là biết hơn về chị Uyên một chút, về những cái thói quen, những cái cách làm việc thường xuyên của chị Uyên này. Thì có thể cái câu đầu tiên bọn em muốn hỏi là, thì trong cái công việc nghề giám tuyển thì đương nhiên là có thể vào kênh Xà Quần để biết qua những cái thử thách, những cái suy nghĩ thường ngày, nhưng mà cho công việc của chị thì có những cái công cụ, của những cái thói quen gì mà chị thường hay áp dụng để có thể gọi là đạt được cái hiệu quả tốt nhất trong hàng ngày? Chị thì nói thật là trong giai đoạn hiện tại ấy, vì đang tập trung vào câu chuyện xây dựng hoàn thiện và chuẩn bị cho cái buổi ra mắt của The Outpost, cho nên là cũng hơi nhớn nhát một tí, hay nhiều việc và có những việc đột xuất, cho nên là cũng không theo một cái thói quen thường nhật. Nhưng mà có một cái chị luôn luôn giữ, đấy là chị luôn luôn có sổ. Chị vẫn là một người rất là cổ điển, đấy là nếu như chị không viết xuống những công việc cần làm thì dù có 100 cái app để quản lý, chị vẫn không thể nào mà chị nhớ được và giải quyết được. Và chị đã thử rồi. Nhưng mà đấy là một cái, tức là khi mà mình nói chuyện, mình trao đổi, mình phác thảo. Chị không biết vẽ nhá, vẽ rất kém, nhưng vẫn cần phác thảo, bởi vì đôi khi mình vẫn cần một cái hình hài gì đấy. Và viết những cái công việc cần làm, cũng như là thấy cái gì hay hay cái gì đó thì viết lại vào sổ, hay là nhặt xong rồi kẹp kiếp cái thứ linh tinh vào. Nói chung là cái sổ nó như một cái sọt rác ấy. Nhưng mà cái đấy là cái chị vẫn giữ trong cái cách mình làm việc từ trước đến giờ. Dù là công việc của mình nó có bình, nó trôi đều, hay là nó có tấp nập hối hả, mọi thứ nó đập vào mặt. Thế nhưng mà một ngày thông thường của chị thì bây giờ chỉ là, bây giờ nó không có ngày nào là thông thường, mỗi ngày nó một khác. Nhưng mà nếu như mà tối ưu nhất thì có một thời gian rất dài chị duy trì được cái việc là sáng ngủ dậy thì chị sẽ đi tưới cây. Chị trồng cây ngoài ban công, đi tưới cây, nghe nhạc và đọc, uống cà phê và đọc một chút gì đấy. Có thể nhiều khi không đọc được nhiều đâu, nhưng mà sẽ đọc được một đoạn nhỏ. Nó gần như là một cái mà chị phải bắt ép mình làm ấy. Gần như là ép mình làm để một là hạn chế cái thời gian chị dành sử dụng điện thoại.
Bởi vì ngoài câu chuyện là mắt chị yếu thì chị bị đau cổ vai gáy nữa, nên chị thấy là cái việc đấy là không tốt lắm. Nhưng mà mình dành cái thời gian mà mình bắt ép mình vào một cái guồng đấy, và thêm nữa là trong cái lúc mà mình đọc ấy thì mình tập cái thói quen tập trung. Cái đấy nó là một cái mà chị thực hiện để rèn luyện cái sự tập trung của mình. Và chị nhận thấy rằng là chị cũng không được tập trung như ngày trước nữa. Tức cái attention span của mình nó ngắn hơn rất là nhiều. Nếu như lúc trước thì mình có thể hàng tiếng đồng hồ, thì bây giờ có thể là chỉ một tiếng thôi. Sau đấy thì mình lại bị đứt một chút, sau đấy mình quay lại. Thì như cái đấy là cái mà chị tập cho cái việc đấy. Và rồi chị đi làm. Chị đi làm xong rồi về thì cũng hôm thì đi chơi, hôm thì dọn nhà, hôm thì xem phim thôi. Nhưng mà cái routine buổi sáng của chị nghĩ là khá là quan trọng. Và chị bị đứt mất độ khoảng mấy tháng gần đây bởi vì là bận quá. Nhưng mà chị sẽ luôn luôn muốn là duy trì cái thói quen đấy. Ok, thế thì ngoài những cái thói quen đấy ra, để mà có thể có được một cái phong nền kiến thức cũng rất là đa dạng, khi mà mình sử dụng cả kiến thức để mà mình phải sử dụng kiến thức để mà chọn lựa được những cái tác phẩm phù hợp với cả mục đích của mình, thì có cái cách nào mà chị cập nhật những cái kiến thức đấy, mà nhất là chị lại là người mà tự nhận từ đầu là không theo học nghệ thuật, thì làm như thế nào để chị tự xây đắp nên những cái kiến thức đấy không ạ? Bằng qua sách hay là qua podcast hay qua một cái cách nào đấy, đi xem triển lãm hay thế nào đấy ạ? Thời gian đầu ấy, thì chị học rất nhiều qua từ việc đi xem triển lãm, bởi vì chị may mắn lúc đấy chị chưa chuyển về Việt Nam. Nhưng mà kể cả khi về rồi ấy, thì chị cũng có một cái may mắn khác, đấy là vì cộng đồng nghệ thuật ở Hà Nội lúc bấy giờ khá là nhỏ, cộng đồng nghệ thuật ở Việt Nam nói chung khá là nhỏ, đâm ra là khi mà chị tiếp cận được với một vài anh chị thì họ cũng giới thiệu và dẫn dắt, và chị cũng biết những người khác, và mình được xem trực tiếp tại xưởng của nghệ sĩ, tại những cái không gian nhỏ do nghệ sĩ tự sáng lập nên. Thế thì đấy là cái cách xem mà học tốt nhất, bởi vì là khi mà mình đến xem những không gian đấy thì chỉ có mình và nghệ sĩ, và mình có thể hỏi tất cả những câu hỏi ngớ ngẩn trên đời nếu như mình không sợ bị đánh giá. Thế đâm ra là cái đấy là một cái cách học, và thời gian của chị dành cho cái việc đấy khá là nhiều. Thêm nữa rằng là chị cũng hơi nớt đi một tí ấy, hơi kiểu mọt sách một tí, đâm ra là rất thích tìm hiểu nói chung. Ví dụ như là chị hay xem phim tài liệu, chị có nghe podcast, xem phim tài liệu, đồng thời nữa là chị cũng có đọc. Thì mình cố gắng dành thời gian cho cái việc đấy, dù có chị hiểu rằng là không phải ai cũng thích, vì thật ra là chị là người học về visual tốt hơn, cho nên là chị xem phim tài liệu và chị nghe thì chị sẽ tiếp cận được kiến, tức là tiếp thu được kiến thức một cách nhanh chóng hơn. Có lẽ đấy là lý do tại sao mà giai đoạn đầu chị chỉ có đi xem tác phẩm thôi, thì chị học từ cái cách là xem và nói chuyện. Sau đấy thì khi mà đọc lại sách thì nó dễ hơn rất là nhiều đối với chị. Nhưng mà có một cái chị nghĩ rằng là nếu mà anh hỏi là làm thế nào ấy, thì chị rất là kỷ luật đó. Có thể chị không kỷ luật với bản thân mình, nhưng chị rất kỷ luật với công việc của mình. Thế đâm ra là cái đấy là một cái mà có lẽ bởi vì chị không học nghệ thuật và chị không được theo học nghệ thuật từ đầu, bởi vì không phải là không muốn học nghệ thuật, đã có từng có lúc rất là muốn, nhưng vì một là gia đình cũng không có ai làm, nên cảm thấy cái công việc mình theo đuổi ngành nghệ thuật nó hơi bất an. Nhưng đồng thời nữa là cũng chả có cái lối nào, bây giờ đi như nào đây. Thế thì khi mà chị đến được với nghệ thuật rồi thì chị cảm thấy rằng là chị đã phải học rất là nhiều, thậm chí hoàn thiện cả một cái bằng đại học rồi chị mới đến được với cái chặng đường tiếp theo này, thì chị hết sức trân trọng cơ hội đấy. Và vì thế nên là chị rất là kỷ luật với bản thân mình. Chị là một người, nói chung là nếu mà đời sống cá nhân chị không kỷ luật lắm đâu, chị khá là lười, chị rất lười rửa bát quét nhà. Chị có thể nằm ở trên giường nướng đến khét lẹt nếu như mà không có ai giục giã, nhưng mà nếu mà có việc hay là nếu là công việc của mình thì chị luôn luôn rất là kỷ luật. Đúng, anh nghĩ là thật sự là cái sự kỷ luật ở công việc nó rất là quan trọng. Và thực ra nghe buổi qua của buổi nói chuyện ngày hôm nay với chị Uyên, và em có thể thấy được chị Uyên đem tới một cái sự
nghiêm túc, một cái sự suy nghĩ rất là sâu về tất cả những cái dự án, tất cả những công việc mà chị Uyên làm, nên tụi em rất là cảm ơn là chị Uyên đã tới Unlock FM ngày hôm nay. Chị thật sự là rất là cảm ơn Vy Anh với cả Quyền, bởi vì cái năng lượng của các bạn ấy, chị cảm thấy rằng là nó cũng truyền cảm hứng ngược lại cho chị nữa. Vì cái cách mà các em tiếp cận vấn đề, đặt câu hỏi ấy, thì chị hiểu được rằng là các em rất quan tâm cái chủ đề này. Và với diễn giả của mình thì chị nghĩ rằng là tất cả các khán giả, khán thính giả của Unlock FM cũng sẽ cảm nhận được điều đấy thôi. Và chúc các bạn cũng giữ vững niềm tin và có đủ năng lượng để mà gọi là dành thời gian cho Unlock FM, để khán thính giả của Unlock FM càng ngày nó càng nở rộng ra. Còn nở to quá không biết mình có sẵn sàng cho điều đấy không. Mình nhỏ nhỏ thì còn vui. Vâng, em cảm ơn. Vâng, em cảm ơn ạ. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến ekip đã cùng thực hiện chương trình ngày hôm nay với cả Vy Anh và Quyền, có cả Giang, Hạo và Khánh Vi. Cũng cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe đến tận phút này. Các bạn có thể follow các trang social media của tụi mình trên Instagram, Facebook và Unlock FM để có thể kết nối với khách mời cũng như là tụi mình. Và cũng đừng quên để lại review trên Apple Podcast hay là Spotify nếu các bạn yêu thích nội dung của Unlock FM. Tụi mình cũng sẽ để thông tin liên quan đến khách mời ở trong phần show notes để các bạn có thể theo dõi và kết nối với khách mời hôm nay. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye, bye, bye mọi người.